Từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 4, cả nước thêm 419 ca COVID. Bộ Y tế chưa ghi nhận có sự biến đổi về chủng virus mới tại Việt Nam. Hà Nội là địa phương có số ca nhiễm và nặng cao nhất, tiếp theo là Thái Nguyên, Yên Bái, Cần Thơ. Ngày 11 tháng 4, cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam lý giải số ca tăng có thể do miễn dịch của người sau tiêm vaccine hoặc từng nhiễm đã giảm. Ngoài ra, thời tiết giao mùa tạo điều kiện thuận lợi cho virus phát triển, trong khi nhiều người lơ là không đeo khẩu trang nên lây nhiễm bệnh. Số ca nhiễm thực tế cao hơn số được Bộ Y tế công bố. Lý do là nhiều người có triệu chứng COVID nhưng không xét nghiệm, hoặc tự test dương tính nhưng tự điều trị ở nhà. Hiện Việt Nam vẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo chiến lược của WHO là 2K, khẩu trang, khử khuẩn và vaccine. Tuy nhiên, hôm 28 tháng 3, WHO điều chỉnh chiến lược, khuyến nghị trẻ em, thanh thiếu niên khỏe mạnh không nhất thiết tiêm mũi vaccine COVID tăng cường.